Chipu tham gia show Xin Chào Thứ Bảy, fan lo lắng cho vốn tiếng Trung ít ỏi của Chipu khó bắt kịp các bạn chơi cùng, nhưng sau khi tập của Chipu lên sóng, khán giả hoàn toàn bất ngờ với khả năng hòa nhập và tương tác vô cùng tự nhiên của Chipu. Chipu đã để lại nhiều ấn tượng. Ngay khi vừa xuất hiện đã khiến khán giả trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp tựa tiên nữ. Cô giới thiệu bản thân là cô gái Việt Nam ngọt ngào, để tóc xoăn xõa dài, diện chiếc váy xanh ngọc có phần chân váy tua rua. Chipu xinh xắn, đáng yêu như một nàng công chúa. Cô có nhiều tình huống hài hước và thông minh trong quá trình tham gia trò chơi. Chipu về chung đội với Trương Nhan Tề. Dù hơn nam idol 5 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau, Chipu được nhận xét là trông như em gái nhỏ hơn là tỷ tỷ của Nhan Tề. Chipu có màn lừa khéo Kim Tĩnh nói câu tiếng Việt bạn sẽ thắng tưởng là khiêu khích, hóa ra lại là ủng hộ đối thủ khiến khán giả cười ngất. Chị Đại Cung Môn còn bắt sóng tiếng Việt hơi cồng kềnh từ Chipu khi học luôn cả phần nhấn phát âm của cô, bạn đi đờ đờ đờ. Chipu làm fan hãnh diện khi không thể hiện bất kỳ sự ngượng ngùng nào về trở ngại ngôn ngữ. Cô lăn xả trong các trò chơi, không ngại phá hình tượng, đang xinh đẹp với mái tóc xoăn thả mượt mà, nhưng để không bị vướng khi chơi trò ăn bánh cô đeo cột tóc thành một gùi để thuận tiện chơi. Ngoài ra fan cũng không khỏi tự hào khi Chipu thể hiện tốt khía cạnh thông minh, hoạt bát, đáng yêu. Dù tiếng Trung chưa thành thạo tưởng chừng là một trở ngại cho Chipu khi tham gia chương trình tập kỹ này, nhưng nhà đài đã chuẩn bị sẵn máy phiên dịch riêng cho cô. MC Y Hà Cảnh cũng cực tinh tế khi luôn đọc câu hỏi và dẫn dắt thật chậm khi tương tác với Chipu để cô kịp nghe hiểu cũng như thuận tiện cho phiên dịch. Bộ ba Chipu, Amber, Ngô Hân đã cùng có mặt tại Hi 6 để quảng bá cho hương vị Trung Hoa, A Delicious Guest. Ngoài ra, dàn khách mời còn có nhiều cái tên đình đám như Oscar, Trương Nhan Tề, bộ đôi Cung Môn, Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách và Kim Tĩnh. Trên Weibo, hậu cung của Chipu nhiều thêm với lượng lớn fan nhan khống, người mến mộ vì nhan sắc, gia nhập. Rất nhiều lời khen ngợi của fan dành cho Chipu khi tham gia show Xin Chào Thứ Bảy, không còn nghi ngờ gì nữ Chipu quả thật rất hợp với các chương trình thực tế và game show của Trung Quốc. Các fan kháo nhau mong Chi sẽ được tham gia nhiều sao hơn nữa và mong Chi học nhanh tiếng Trung để có thể đóng phim Hoa ngữ trong tương lai.